nó cúp lại những này á, không thoát hơi là được, là nó sẽ vẫn phải nổ cái máy này thôi. Mình sẽ nói về cái an toàn khi mà sử dụng cái máy xông này nha. Cái lượng nước này á, đây như này đầy quá nè, nó sẽ có cái mức nước mà mình sẽ cho nước nó ở trong mức cao nhất thôi ha. Cái thứ hai nữa là cái ron nó sẽ nằm đúng vị trí nó như này nè. Cái thứ ba nữa khi mà đặt vô á, là ba cái khớp này nó phải khớp với là ba cái chấu của cái máy, xong rồi sau đó sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Khi mà mở máy lên rồi và máy bắt đầu chạy rồi thì hơi nó sẽ đi theo cái ống này nó đi lên. Mình xài khoảng vài ngày á thì hơi nước nó sẽ động lại ở đây nè. Nếu như mà mình á không cho cái hơi nước nó đi ngược ra, dẫn đến cái việc là hơi nó không có tống ra ngoài nữa thì nó sẽ nổ. Vậy thì đó, trước khi mà vô mình làm việc á, mình sẽ đi dẫn ngược cái ống này lại cho hơi nước nó đi ra, là cái ống này nó phải thông ha. Khi mà mình cắm nguồn cho cái máy á thì đây, cái đồng hồ nó sẽ chạy như thế này nè. Và lưu ý á, là khi mà không sử dụng nữa thì mình sẽ rút cái nguồn điện ra, chứ không có để nó ngâm điện như này hoài thì nó sẽ hư cái điện trở. Đây là nút nguồn nè. Bên này á là về thời gian ha. Bên này là nhiệt độ, nhiệt độ nó sẽ có 9 cấp độ nè. Tăng nè, giảm nè. Còn thời gian nó sẽ là bao nhiêu phút. Mặc định như này là nó chạy. Còn phía này là đang là không có chạy này nha. Cho nên là khi mà set mặt lên, set xong thì mình cứ để đó là máy nó sẽ chạy. Ở trong cái hộp này thì cái hộp này thường thường sẽ là chứa tinh dầu, chứa này kia. Nó cũng sẽ có động hơi nước trong này. Cho nên là mình cũng sẽ phải đổ cái nước này ra. Tránh trường hợp nước cái máy nó đầy thì cái hơi nó không đi ra được, nó cũng sẽ dẫn đến cái việc là nổ cái máy. Với lại có một cái lưu ý nữa là khi mà mình có cấp nước vô hay là mình làm gì đó rồi á thì nhớ kiểm tra cho cái đường ống nó suông nè, nó suông ha. Chứ nhiều khi mình để mà cái đường ống nó cúp tại như này á, không thoát hơi là được, là nó sẽ vẫn phải nổ cái máy này thôi.